Vâng, Sử Gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Xin chào quý vị, hôm nay là ngày thứ tư 25 tháng 11 năm 2020. Hôm nay thì Mộc Nam Huy đang chuẩn bị chuyển đi hai bộ bàn cho chú Trung ở Ngãi Giao. Vâng, hôm nay thì Huy có hai bộ bàn ghế chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%, muốn công khai báo giá và cũng như là giới thiệu đến quý vị để quý vị cùng tham khảo, cũng như là chú Trung có thể xem cái sản phẩm của mình ngay tại Mộc Nam Huy trước khi Mộc Nam Huy đi và bàn giao cho chú. Vâng, chú Trung đã tới xưởng của Mộc Nam Huy kiểm tra các sản phẩm mộc rồi, và hôm nay thì Huy chỉ có hoàn thiện và bàn giao đến cho chú thôi quý vị nhé. Vâng, đầu tiên thì đây là một bộ bàn 8 ghế hình chữ nhật với chất liệu gỗ gõ đỏ 100%, với kích thước bàn rộng 97, dài 1m97 quý vị nhé. Dàn chân là dàn chân trụ đặc nguyên khối 24 kiện lục bình, được chạm thêm chi tiết hoa lá tây, và bản chân là bản chân ba dâu quý vị nhé. Đây là bản chân ba dâu và cây thanh nối là cây thanh nối 6 phân rưỡi. Trên các kiểu ghế ở đây thì đây là dàn ghế tó hoa lá tây quý vị nhé, ghế tó hoa lá tây tựa đục bông hồng. Đó, mặt ván là mặt ván dày liền 1/7 quý vị nhé. Đó, 2 phân cưa quả đại 1/7. Dàn chân đục hoa lá tây, chân dưới đục mắt na, rất là đẹp. Trên chất liệu gỗ gõ đỏ 100%, rất là đẹp nha quý vị nhé, đồng đều sạch sẽ. Sản phẩm này thì được Mộc Nam Huy tặng kèm luôn một tấm kính mặt bàn cho quý vị. Một tấm kính mặt bàn được tặng sẵn cho chú ở đây cho quý vị nhé. Đó, kính mặt bàn dày 8 ly. 8 chiếc ghế nguy trang như nhau, rất là đồng đều, rất là đẹp. Tiếp đến đơn hàng của chú là một bộ Minh Quốc đào chim cột 12 tay nghê quý vị nhé. Đây là hàng tay nghê liền nguyên khối. Tay nghe liền nguyên phối, và đây là sàn tó đào chim rồi quý vị này. Đó, tựa ở đây Mộc Nam Huy làm là bản tựa 4 phân, tay nghe là tay nghe liền nguyên phối quý vị thấy này, tay nghe liền nguyên phối không chắp ghép, và mặt ván được làm với độ dày lên tới là 3 phân quý vị nhé. Mặt ván 3 phân, tất cả các chi tiết các cái phần mặt đều là mặt 3 phân hết, rất là dày. Xin báo giá trước đến quý vị thì bộ bàn ăn. Ở đây bộ bàn ăn chân 3 dâu thì sẽ có giá là 26 triệu tại Mộc Nam Huy quý vị nhé. Còn nếu như bản chân 2 dâu thì sẽ có giá là 27 triệu. Còn đây là bộ của chú là bộ 26 triệu, lặp lại đến quý vị. Còn ở đây là bộ Minh Cúc đào mặt 3 phân, sản phẩm có giá là 43 triệu. Vâng, một cái bộ ghế phải nói là rất là đẹp quý vị nhé, rất là đẹp. Với các chi tiết tó đào chim quen thuộc, tay cột 12 đặc nguyên khối, và lần đầu tiên thì các cái bản tựa được làm với cái độ dày lên tới là 4 phân. Đây là một cái độ dày mà đúng ra thì nó phải là độ dày của cái hàng Bát Tiên. Đấy, rất là dày dặn chắc chắn quý vị nhé. Cột 12 đặc nguyên khối, tay nghe liền nguyên khối không chắp ghép, rất là đẳng cấp. Mặt ván 3 phân quý vị, lặp lại đến quý vị, mặt ván 3 phân. Đấy, rất là dày. Đó, dàn vai dẹo tay bèo hoa lá tây, chân đầu lần chân móng bàn. Ở đây thì Mộc Nam Huy có làm hai hộp kéo hai bên quý vị nhé. Đó, bàn có hộp kéo đôn cao, có hộp kéo và một cái đôn thấp. Về phần đôn thì Mộc Nam Huy làm chân đôn 12, chân đôn, chân bàn, chân ghế, tất cả đều là hàng chân 12. Và kính thưa quý vị, đây là bộ ghế có giá là 43 triệu, lặp lại đến quý vị khách hàng. Vâng, cả hai sản phẩm này thì Huy sẽ cho anh em thợ kiểm tra lại một lần nữa, trà hết các cái phần mặt dưới của các cái tấm mặt, cũng như là căn lại các cái phần chân bàn, chân ghế, sẽ căn làm sao cho nó bằng trên một tấm kính quý vị nhé, trước khi giao đến cho quý vị. Ở đây là cái cách làm của Mộc Nam Huy từ trước đến giờ rồi, hàng hóa trước khi đi đều kiểm tra lại rất là kỹ. Vâng, bộ bàn ghế salon giá 43 triệu và bộ bàn ăn giá là 42, giá 26 triệu. Thì giờ công khai giới thiệu đến quý vị đơn hàng của chú Trung ở Ngãi Giao, Bà Rịa, Vũng Tàu. Vâng, và cảm ơn chú Trung đã ủng hộ các sản phẩm bên xưởng gỗ Mộc Nam Huy.
Giá này thì Huy tặng kèm luôn tấm kính mặt bàn và kính bàn kính đôn của bộ Minh Quốc Đào. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo, và rất mong thì sẽ lại nhận được sự ủng hộ của quý vị.